Chào anh em, thì hôm nay có cái bạn Duy, bạn ấy làm chuyên gia bất động sản, bạn đến nhờ mình cung cấp các cái thiết bị công cụ hỗ trợ. Bạn ấy làm video marketing và livestream, thì bạn vừa học khóa cái livestream của thầy Phạm Đình Long xong, bạn rất là năng lượng, bạn muốn có thể hướng dẫn cho khách hàng của bạn ấy hiểu rõ các cái vị trí cũng như là lợi ích của cái mảnh đất hay là rất là nhiều yếu tố khác để cấu thành cái mảnh đất. Thì hôm nay bạn có đến, bạn ấy mình nhờ mình tư vấn một bộ gồm có mic và gậy chụp ảnh để bạn có thể đi livestream khắp nơi. Thì mình cũng vừa bóc cái bộ rốt này ra này, hầu như bây giờ mọi người rất là thích rốt. Thì trong cái bộ rốt này gồm có 3 mic đây, nó giống rất nhiều cái bông chống ẩm này. Rồi sao đây, cứ để đây bộ phụ kiện ở đây đấy, cái jack USB và jack cho máy ảnh đây đấy, rồi và đây là cái jack RC7 cho điện thoại đây. Đây tôi cũng cắm ở đây rồi, tôi cũng cắm ở đây rồi. Đây jack RC7 đây. Đây cắm như này, cắm lúc đầu trắng vào như này, để jack lối điện thoại chuyển sang tròn và đây như này, cắm này cắm vào mic. Vâng, thì ở đây đó gồm có một bộ bao gồm 3 cái. Thì mic chính nó sẽ là cái mic có màn hình, còn mic hai mic để cắm vào cổ của mọi người thì sẽ là hai cái mic này. Và trong hai cái bộ mic này sẽ có cái mic, nó có bộ nhớ 4GB để anh em có thể ghi âm lại được. Nhưng mà cái để kích hoạt cái tính năng ghi âm ấy, khi bật nguồn lên nó sẽ tự ghi âm lại cho bạn luôn. Còn khi bật nguồn lên nó sẽ ghi âm, tự ghi âm luôn, tức là không có chế độ on off ghi âm. Trong này bộ 4GB bộ nhớ nó có thể ghi được khoảng tầm liên tục 7 tiếng đồng hồ. Đấy, đây như này, như này ở đây. Nhảy như này tín hiệu lên rồi này. Và đây là tín hiệu vạch mic chính đây. Của pin này, hết pin này. Anh cắm sạc vào con rút cái con Xiaomi này này. Và đây là đây chính là mic phụ, mic kia đang hết pin. Và đây là đây là vạch sóng. Vâng, và anh em nhớ nhá, khi sử dụng kích hoạt tính năng ghi âm của nó lên phải sử dụng máy tính. Và cái video đấy tôi đã để dưới cái video này, để đường link dưới video này, anh em có thể vào đó có thể xem cách để tôi sử dụng cài app lên máy tính, để tôi có thể cài app vào máy tính xong rồi tôi cắm USB vào đây, xong tôi kích hoạt từng con tế kìa, cục phát này lên để cho có tính năng ghi âm tốt. Nên anh chị nào muốn có những cái video để mà bán hàng tốt, có nhiều khách, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, và mình có thể phát triển trên các nền tảng online hơn, thời buổi online mà, thì anh chị có thể đặt câu hỏi xuống hay liên hệ với mình để mình giúp đỡ anh chị em. Cảm ơn và tạm biệt anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Và ok.